Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, Quân đội Nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, trong mỗi bước trưởng thành của quân đội đều có sự giúp đỡ, bao bọc, chở che của nhân dân. Vì vậy, tiến hành công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đền đáp sự yêu thương, đùm bọc đó. Với việc thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác dân vận của Đảng, lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang thắt chặt hơn nữa tình cảm quân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Xã Yên Đồng, huyện Yên Mô phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ, nhân dân trong xã đang nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành các tiêu chí đề ra. Mới đây, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Mô phối hợp với Tiểu đoàn Trinh sát 701 thuộc Bộ Tham mưu Quân đoàn 1 hành quân dã ngoại tại xã. Trong thời gian 15 ngày, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đề ra nhiều chương trình cụ thể để giúp đỡ chính quyền, nhân dân địa phương. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, tôi có cái nội dung khảo sát, cũng phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và xuống tận khu vực cơ sở là địa bàn thôn để nắm cái tình hình địa phương. Thì sau đó chúng tôi sẽ về báo cáo với thủ trưởng cấp cơ quan cấp trên để xây dựng kế hoạch cho phù hợp sát với tình hình địa phương để xác định cái nội dung công việc trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tại ngoại cho phù hợp. Thì chúng tôi xác định cái nhiệm vụ lần này cũng là cái nhiệm vụ mà rèn luyện cái bản lĩnh chính trị, cái phẩm chất bộ đội cụ Hồ cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Từ khi có lực lượng bộ đội về, tình cảm gắn bó giữa những người lính cụ Hồ và bà con nhân dân càng trở nên khăng khít. Nhiều hoạt động đã được cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng các đoàn thể nhân dân thực hiện. Tiêu biểu như việc góp sức tu sửa, chỉnh trang công trình đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ của xã, dọn dẹp cảnh quan khu vực Ủy ban Nhân dân xã, hay chỉnh trang các tuyến đường trục chính, tổ chức vớt bèo, khơi thông dòng chảy ở các kênh mương. Trong những đợt dã ngoại dân vận, thì bản thân tôi cảm nhận thấy là một là truyền thống đoàn kết quân dân thì ngày càng được nâng cao. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thì nó có một cái tình cảm rất đặc biệt. Người dân thì luôn luôn quý quân đội, những người cán bộ chiến sĩ xem như là anh em ruột thịt trong nhà, và cán bộ chiến sĩ thì luôn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ để làm sao cho nhân dân và quân đội gắn bó hơn. Tiểu đoàn 701 để các đồng chí sắp xếp công việc thời gian và bố trí về đưa nhân lực về giúp đỡ cho địa phương. Một số công trình làm là rất ý nghĩa và được nhân dân và cán bộ nhân dân trong xã là đồng tình rất cao. Đảng ủy ban tôi đánh giá rất cao cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chiến sĩ của đơn vị tiểu đoàn 701 đã về phối hợp với địa phương trong cái công tác dân vận trong thời gian vừa qua. Với mục tiêu cụ thể, thiết thực, hoạt động công tác dân vận của lực lượng vũ trang nói chung, các đơn vị quân đội nói riêng luôn được triển khai đồng bộ, toàn diện, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua dân vận khéo của lực lượng vũ trang đã và đang gắn liền với phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị quân đội trên địa bàn đã hành quân về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, còn gặp nhiều khó khăn để tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các công trình giao thông, sửa chữa trường học, bệnh xá, giúp đỡ, khám chữa bệnh, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia giảm nghèo. Thực hiện tốt cái hành quân dã ngoại làm công tác dân vận để tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kết nghĩa giữa cấp ủy chính quyền các cơ quan đơn vị đối với lại cấp ủy chính quyền cơ sở. Cho đến nay 13 cơ quan đơn vị đã tổ chức kết nghĩa với 13 xã phường thị trấn trên địa bàn 8 huyện thành phố, và các hoạt động này thì đạt kết quả rất tốt, tập trung chỉ đạo là thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cái phong trào thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng đơn vị dân vận tốt. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công tác dân vận luôn được chú trọng và triển khai thiết thực, hiệu quả.
từ năm 2016 đến năm 2020, cơ quan quân sự các cấp đã huy động cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia gần 8.000 ngày công để sửa chữa 16,5 km đường giao thông nông thôn, làm mới, nạo vét gần 15 km kênh mương thủy lợi nội đồng, với khối lượng đào đắp, vận chuyển hơn 3.500 mét khối bùn, đất, tu sửa 8 đài tưởng niệm liệt sĩ, lắp đặt 20 bể thu gom rác thải đồng ruộng, trồng hơn 1.000 cây xanh các loại, vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tự nguyện hiến 8.000 mét vuông đất để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó cũng đã hỗ trợ 5 thôn có điều kiện khó khăn để sửa chữa và mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa trị giá 50 triệu đồng, giúp nhân dân các xã khó khăn thắp sáng 11,2 km đường giao thông thôn xóm trị giá 274 triệu đồng. Những việc làm thiết thực đó đã được cán bộ, nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, công tác dân vận trong quân đội luôn được đổi mới với nhiều mô hình, cách làm thiết thực, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho chính quyền và nhân dân các địa phương. Trong năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động các đơn vị triển khai chương trình Chung tay thắp sáng ước mơ cho em nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập. Chương trình đã nhanh chóng được thực hiện, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã triển khai thực hiện các mô hình, cụ thể là mô hình dân vận Chung tay thắp sáng ước mơ cho em. Thì Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện và sau đó phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương cùng với nhà trường để rà soát đối tượng. Khi rà soát đối tượng xong thì cũng là tổ chức trao hỗ trợ kinh phí cho học sinh nghèo vượt khó. Thì thông qua đó thì được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn ghi nhận đánh giá cao. Xã Yên Thành ấy thì là một địa bàn khó khăn của huyện và các cái gia đình mà trước đây là tức là xã nghèo trọng điểm đấy, mà sau khi thực hiện chương trình nông thôn mới thì cái tỷ lệ hộ nghèo đã giảm rất là nhiều. Tuy nhiên là khi mà giảm đấy thì cái số hộ cận nghèo, hộ khó khăn thì cũng còn nhiều. Cho nên là cái chương trình khi mà triển khai trên địa bàn thực sự là có hiệu quả, hết sức thiết thực. Cũng mong rằng là Ban Chỉ huy Quân sự sẽ tiếp tục triển khai cái chương trình này mở rộng đến nhiều đối tượng học sinh khó khăn, có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa trên địa bàn để lan tỏa cái tinh thần động viên, hỗ trợ, khuyến khích các cháu nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập. Chồng không may mắc bệnh, không còn khả năng lao động, chị Trần Thị Sáu ở xóm Bái, xã Yên Thành, huyện Yên Mô phải một mình nuôi hai con ăn học, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Mô đã quyết định giúp đỡ người con đầu của chị, cháu Lê Thị Giang, số tiền 500.000 đồng một tháng để cháu có thêm điều kiện học hành. Sự hỗ trợ này sẽ kéo dài 3 năm. Đây là số tiền được trích từ kinh phí đóng góp của cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện khi triển khai chương trình Chung tay thắp sáng ước mơ cho em. Hỗ trợ đấy là rất quan trọng đối với gia đình ạ, để cháu giúp đỡ cháu để cháu có động lực học tập. Được sự giúp đỡ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Mô, nhờ đó cháu cố gắng học tập, cháu sẽ phấn đấu được học sinh giỏi. Mặc dù mới phát động nhưng chương trình đã được 100% lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ủng hộ triển khai. Đến nay đã giúp đỡ được 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền lên đến 50 triệu đồng. Đây cũng là mô hình dân vận khéo, điển hình Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng triển khai trong năm 2020. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ, bằng những hoạt động thiết thực, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã luôn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường thế trận lòng dân, chủ động giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Công tác vận động quần chúng luôn được các lực lượng này chú trọng, đổi mới bằng nhiều chương trình ý nghĩa phù hợp với tình hình địa phương. Điển hình như Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ban hành nghị quyết số 16 ngày 14 tháng 12 năm 2018 về việc phân công đảng viên phụ trách các hộ ở khu vực biên giới biển. Theo đó, đồn biên phòng Kim Sơn đã phân công cán bộ phụ trách các gia đình ở các xã ven biển Kim Đông, Kim Trung, Kim Hải. Đây là một trong những mô hình góp phần đổi mới công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng. Chương trình đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới thì Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã
lãnh đạo chỉ đạo phân công mỗi đảng viên ở đồn biên phòng phụ trách từ 3 đến 5 hộ gia đình có tính chất đặc thù ở khu vực biên giới, như là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có con em thanh thiếu niên hư, để chúng tôi hỗ trợ giúp đỡ để làm sao các gia đình đó vượt qua khó khăn, con em trở thành những người chăm ngoan, học giỏi và góp phần để đảm bảo cái an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển. Bản thân tôi cũng trực tiếp nhận phụ trách 5 hộ gia đình thuộc diện gia đình chính sách và gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng tuần, hàng tháng là xây dựng cái kế hoạch, nội dung chương trình cụ thể để chỉ huy đơn vị phê duyệt và từ đó triển khai trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên các cái gia đình, kinh tế của các hộ gia đình đều có những cái bước cải thiện rõ rệt. Qua hơn một năm triển khai, đến nay những người lính mang quân hàm xanh đã trực tiếp xuống địa bàn, khảo sát tình hình nhân dân, xây dựng kế hoạch đăng ký giúp đỡ hàng chục hộ, vận động để các gia đình chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế, nuôi dưỡng con cái, học hành. Công tác vận động của chúng thì được lãnh đạo Bộ Chỉ huy cũng như lãnh đạo đồn biên phòng Kim Sơn rất là quan tâm, đã phân công trực tiếp các đồng chí đảng viên của đồn biên phòng xuống phụ trách các hộ gia đình của chi bộ thôn xóm. Để qua đó thì cũng đã có những cái công việc, phần việc rất là cụ thể. Ví dụ như là phổ biến về chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, phổ biến tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân bám biển. Thế và trong đó thì có các cái chương trình như là hỗ trợ nâng bước em đến trường, hỗ trợ những cái hộ gia đình mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đời sống nhân dân là từng bước được cải thiện, các cái tai tệ nạn là đã giảm hẳn. Với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, thường xuyên đổi mới trong hình thức vận động quần chúng, lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 2 tháng 1 năm 2020, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác, thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, thay thế quy định số 76 ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị khóa 8 về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Trong đó có quy định cụ thể về nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú, cụ thể như sau. 1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, chức nhân dân nơi cư trú. 2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. 3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố. 4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng, dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân, phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. 5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở. Giám sát cán bộ đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. 6. Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 7. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2 quy định này với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm đánh giá đảng viên hàng năm,
kịp thời báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.